Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay một đầm dọn cực kỳ khủng, tạo một cái cảm giác nhức nhối với một cái công nghệ động cơ 4 van. Cái chiếc quay đầm độ hôm nay chắc chắn sẽ khiến cho nhiều anh em cảm thấy bị nhức nhối khi mang cho mình một cái khối động cơ là 4 van công nghệ mới, tăng thêm cái chút an toàn cho bản thân. Người chủ cái chiếc quay hôm nay còn nâng cấp con xe cửa của mình rất nhiều món hiệu năng cao để đảm bảo cái độ an toàn cho bản thân trong quá trình là chi chạy xe. Như chúng tôi đã nói, cái chiếc quay đầm độ hôm nay nâng cấp cái động cơ, tăng phần hiệu sức nên nó đi hợp và cái tỷ số chuyền hiện tại cũng mới được tối ưu hóa một cách hợp lý, nhằm giúp cho quá trình sang số cho nên dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, không bị sượng khi chúng ta đá số. Thì người chủ cái chiếc quay hôm nay đã cố tình nâng cấp cái cụm con disc tip, chuyển đổi cái dạng đi hợp từ con nguyên bản sang con tay, nó cảm giác lái thể thao hơn. Hệ thống thắng trước của chiếc quay hôm nay đã được trang bị những món đồ chơi như cụm năng của Nissin Racing Bridge xịn sò. Nó được gia công sản xuất tại Nhật Bản, hẹn đem tính cảm giác kiểm soát phanh an toàn, chuẩn xác hơn trong những cái tình huống giảm tốc. Nói đến đây thì chúng ta hãy thấy một cái bản độ rất là chất với một cái cụm ga của Suzuki AM, hành trình ga cũng ngắn, tăng tốc tốt. Nếu chúng ta chọn mua thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái bộ tao vào tay êm ái hơn, có một cái độ bám tay tốt di chuyển trên bất cứ điều kiện nào, không nằm âm sâu vào bên trong vạt áo như những bản dọn khác. Số chứng minh cái cây chịu lực trung tâm. Chịu lực trung tâm scale của chiếc quay độ hôm nay nằm lỗ thiên bên ngoài, toát ra nét đẹp vô cùng táo bạo, thậm chí có cái phần là nhỉnh hơn về cái độ thể thao khi so sánh với những cái dòng trợ lực thanh phổ biến. Còn bây giờ trước, cái chiếc quay hôm nay được bấm rất nhiều độc inox đi kèm với nắp dọc sau lì. Những cái món đồ chơi này giúp quá trình bảo dưỡng heo dầu cho nên dễ dàng hơn rất nhiều, khi có thể nhanh chóng ngắt kết nối với con heo và hệ thống dầu. Heo thắng trước của chiếc quay đầm độ hôm nay chính là một cái dòng Nissin Racing Bridge 2 bit mô lốc, cấu tạo hoàn toàn một khối nhôm chứ không qua phần ốc vít cố định, và nó có thể bắt cái chân đứng hết sức là đặc trưng, tối ưu hóa lực thắng. Và khi kết hợp cùng với cái dòng đĩa của Rainbow Motor 3 thì triệt tiêu tình trạng heo dầu bị xê dịch. Nói đầu chút dàn chân của chiếc quay hôm nay thì em ấy được cường hóa một cái khối lượng nhờ vào cái bộ niềng của Angron Moras đến từ Tây Ban Nha, kích thước trước là 1.4, phía sau là 1.6. Một cái điểm sáng giá nhất cho cái dàn chân sau của chiếc quay hôm nay đó chính là không gì khác ngoài cái cặp phục Suwa Abitip phiên bản DLC. Cái món đồ chế hạn tạo ra cái sự ổn định chân lái trong quá trình là tăng tốc, đồng thời tối ưu hóa khả năng giảm sốc khi di chuyển trên những cái địa hình gồ ghề. Bên trong động cơ là cái sự hiện diện cái đầu bò 4 van cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên nó có thể tích bùn đốt lớn hơn so với cái phần nguyên bản, nên vậy cái chiếc quay đồ hôm nay mới cần tới cái mô hình MST nhằm tạo ra cái nguồn lửa mạnh mẽ hơn, đốt cháy nhiên liệu triệt để hơn khi bùn đốt. Cái lốc nồi của chiếc quay hôm nay được nâng cấp bằng cái lốc của này 105, cái mẫu lốc có kèm với cái cần kéo con để phục vụ mục đích là lên con tay cho các người chủ máu lửa. Cái ống xả chế xe làm hoàn toàn từ hợp kim inox 34, có một cái đơn vị ở bên Thái gia công thực hiện. Nó có kết cấu của bô lẫn cái hồng xả vô cùng thoáng, phù hợp với khối động cơ mới mạnh mẽ hơn. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. X-Star 110 dọn kiển giá trị đến từ Baker xứ biển. Cái chiếc X-Star 110 đợt hôm nay, một cái dòng con tay của nhà Yamaha, một Baker ở vùng biển Bình Thuận đã chia khoản tiền hơi khủng để lột xác con xe cưng của mình cực đẹp. Dù ghét những món đồ chơi hàng hiệu giá trị, màu sắc rất là bật, nhưng người chủ muốn giữ lại nét đẹp quyền thủy với cái dàn áo xanh CB của nhãn xuất. Hai cái lái đơn giản, bao tay Sniper đi kèm của chung CNC, còn tay con Jean cũng được hai bàn tay con của em đến tỷ. Tay cấu tạo từ nhôm CC được tích hợp chống gãy cũng rất tiện ích. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp mạnh với dòng hẹp Rainbow Asset đi cùng với bình dầu rời. Việc gắn hoàn chỉnh cái mẫu cụm này bắt buộc người chủ khoét nhiệt cái phần nhựa cho khoảng cách nó phù hợp hơn. So với cụm Zin thì mẫu cụm của Rainbow có cấu tạo piston lớn, lực bóp nó rất dịu nhẹ, nhưng truyền tải lực xuống cái máy phanh cũng rất là mạnh, ổn định nhất. Ngoài ra chúng ta còn thấy cái núm tăng chỉnh động hẹp, hành trình bóp phanh được tốt hơn, chống gãy khi quẹt. Như chúng tôi đã nói, người chủ thay mâm Zin bằng cái mâm đến từ Raceboy, cấu tạo tiền nhôm nguyên khối tạo thành một cái gì đó sắc sảo hơn, nổi bật với cái tâm hộp cam. Ước tính cái mâm này cũng gần 20 triệu. Hệ thống phanh được nâng cấp heo Rainbow 2 bit đối xứng logo lớn màu đỏ. Việc gắn hoàn chỉnh phải qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CNC cho từ máy, độ chính xác rất cao. Truyền tải qua USB. Hệ thống truyền tải đĩa tải nhôm đi kèm sinh ống ánh sắc vàng. Hệ thống cái giảm sốc holding chứ bình dầu rời, mức giá đắt đỏ. Cơ chế nhảy của chiếc xe trở nên khác nhiều hơn so với nguyên bản khi trang bị cái mẫu phụ này.
Với một hoa liên, chiếc xe sẽ có độ nhún xuống nảy lên mức độ nhất định. Cho người lái gần như không có cảm giác chiếc xe bị nhịp, nhưng vẫn đảm bảo được cái độ im ở nhiều vận tốc khác nhau. Hệ thống phanh sau được nâng cấp tương tự bánh lái trước. Hell Rainbow 2.9 logo lớn màu đỏ quay ngược. Một bản độ cực kỳ đẹp mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy tiếp nhớ like, subscribe.